Hello and what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn, baby. Yeah, that's right. Thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái reaction cho một cái bài hát đang unrelease của Hustlin' Rubber và Hustlin' Helly. Thì đây là một cái bài hát mà mình được một bạn viewer, một bạn fan đi ha, có gửi mình thông qua email, và bạn ấy kêu là anh thử nghe xem cái bài hát này đi, nghe nó khá là cháy. Và mình có nghe một đoạn nho nhỏ thôi, chắc là tầm 5 giây hay gì đó, 5-10 giây gì đó, thì mình cảm thấy là ok, cái bài hát rất là hay và cũng khá là ít view, và mình là một fan của Rubber nữa, nên là mình nghĩ là không có cái lý do nào mà mình không thể làm cái reaction này được. Thì nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của mình thì hãy để lại một nút subscribe phía bên dưới nhé, đừng có xem chùa nữa, ok. Và mình có một cái kênh TikTok, thì nếu mà được thì các bạn search ở đâu đây nè, TikTok cộng Jockey Official gì đó, thì mình có đăng tải những cái video TikTok được cắt ngắn trong những cái reaction của mình. Thì nếu mà được thì các bạn cứ check qua và để lại cho mình một follow và một like nhé, ok. Và không mất thời gian nữa, let's go baby, let's go. Ok, thì trước khi bấm play cái video này thì các bạn cũng biết mình sẽ nhắc nhở các bạn cái video đó, đúng không? Always stay hydrated, đây không phải là quảng cáo, nhưng mà mình luôn muốn gọi là nhắc nhở các bạn cái việc luôn nhớ về cái việc sức khỏe của bản thân, ok. Uống một miếng rồi chúng ta bắt đầu thế nào. Ai chủ thì uống nước đi, let's go. Let's go. Bài này rất là cháy luôn á, tôi nghe được một đoạn nhỏ rồi, 10 giây thì sao á. Chuẩn bị đi, let's go. Mình biết ở đây sẽ có rất là nhiều bạn kiểu sẽ nói là rap gì mà không nghe gì hết. Nhưng mà mình muốn nói tí xíu là cái style của Rubber và cái style của đa phần những cái thành viên của Hustlin' là theo cái dạng mumble rap á. Thì chủ yếu là nghe chúng ta đặt cảm xúc vào nó thì nó nhiều hơn, thay vì kiểu chú trọng về những cái về lyric hay là về rõ âm, rõ chữ rồi cái thứ. Ok, mà mình vẫn là một fan của Hustlin', một fan của Rubber, Viso nữa. Let's go. Mà cái gọi là cái gì nhỉ? Khán giả khá là ít ha. Mình nghĩ ở đây chắc là kiểu một cái live show nhỏ của Hustlin'. Thực ra thì ở thời điểm hiện tại thì Hustlin' vẫn đang được tính là một gọi là một cái nhóm underground. Thì thật sự là những cái người như Rubber, Viso đối với mình thì nên và xứng đáng được nhiều người công nhận hơn, tại vì rất là tài năng và rất là đỉnh luôn. Let's go.
buồn hả? Ok. Trước tiên là phải shout out cho ai làm cái con beat này. Căng vãi. Mặc dù mà chúng ta có thể là không có nghe được cái gì hết nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận được bài hát, ok. Shout out cho ai làm cái con beat này. Và mình là một trong những cái, nghĩa là một trong những những cái gọi là YouTuber làm reaction mà kiểu cháy nhất mà các bạn có thể biết ở Việt Nam này. Let's go. Let's go. Thật sự nói như thế nào nhỉ? Mình rất là từ lúc mà mình biết tới rapper và không từ lúc mà mình biết tới Viso cơ, từ rất là lâu rồi. Từ cái thời mà Viso còn rap trong cái gì, cái Việt Gang á. Thật sự là lúc đó mình rất là muốn đi một cái live show nào mà có Viso và bây giờ rapper cũng vậy. Mình rất là ý là mình mong là sau này mình sẽ có cái gọi là cái cơ hội đi những cái live show của rapper cũng như là nói chung là team của Hustlang. Thực sự là cái màu mumble rap thì mình rất là thích. Có thể ra mình không có nghe được nhiều những cái gì mà rapper hát nhưng mà thực sự là cái cảm xúc mà cái bài hát đem cho chúng ta mình nghĩ là rất là hưng phấn luôn. Mình biết là sẽ có rất là nhiều người ở đây kiểu thứ nhất là không thích cái dạng mumble rap này, thích cái dạng kiểu rap vành tròn rõ chữ gì đó, nhưng mà thực sự là
rapper đang theo một cái màu khác, thì nhìn theo hướng tích cực thì thật sự là nó đem những cái người, đem cho những người như mình thì rất là nhiều cảm xúc. Và nói như thế nào nha, và mình biết là cũng sẽ có nhiều người ở đây kiểu nói là má thằng này reaction là sao má nó nhảy được lum la, nhưng mà nghe một lần nữa verse của rapper nhé, má bài này hay quá. Ra MV chắc là mình sẽ làm reaction một lần nữa để coi MV như thế nào. Let's go! Let's go! Let's go! Shout out to rapper, let's go, come on! Chưa xem qua cái sản phẩm này của Hustlang Rapper thì hãy check cái đường link ở phía bên dưới, mình có để một cái đường link các bạn xem qua và ủng hộ cho Hustlang nhá. Mình quá mệt rồi, ok, reaction mình quá mệt rồi, shit. Đây là mình nếu mà mình có trong những cái live show của Hustlang như là của Rapper, ok, và cái reaction mình ở đây thôi. Peace and my love, bye guys. Oh.